xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị những sóng lạnh từ phương bắc vẫn liên tiếp bổ sung xuống nước ta tuy nhiên vào những tháng cuối đông này các sóng lạnh có xu hướng lệch đông nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho trường gió đông đến đông nam hoạt động mang một lượng lớn hơi ẩm từ biển đi vào đất liền và gây ra tình trạng mưa ẩm cho các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay trời vẫn duy trì nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất tại đây chỉ lên đến ngưỡng 19 cho đến 21 độ các tỉnh bắc trung bộ bao gồm thanh hóa nghệ an và hà tĩnh cũng sẽ có kiểu thời tiết tương tự như khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nghĩa là trời sẽ nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù sẽ xuất hiện nhiều vào đêm và sáng, đến trưa chiều, chiều bầu trời khô ráo và hửng sáng hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh này ở vào khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết có xu hướng tốt dần lên, trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế và phổ biến từ 27 đến 31 độ do các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Nơi có nền nhiệt độ duy trì khá cao trong nhiều ngày qua vẫn là các tỉnh thành Nam Bộ. Cùng với đó là tình trạng ít mưa, độ ẩm hạ xuống rất thấp vào lúc trưa chiều, chỉ còn khoảng 40 cho đến 60%, khiến cho thời tiết trở nên khô hanh. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các đám cháy dễ dàng phát sinh. Quý vị và các bạn nên lưu ý và có kế hoạch phòng tránh cũng như ứng phó kịp thời nếu có hỏa hoạn xảy ra. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, khu vực thủ đô Hà Nội vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông đến trưa chiều trời có khả năng khô ráo, nhưng nhiệt độ cao nhất cũng chỉ đạt ngưỡng 20 cho đến 21 độ. Độ ẩm không khí dao động trong khoảng từ 75 cho đến 95%. Thời tiết ẩm ướt thường tạo điều kiện cho các vi sinh vật, nấm, các vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh và phát tán cho không gian. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chúng ta dễ mắc phải các căn bệnh về đường hô hấp, cho nên quý vị và các bạn cần lưu ý. Về chiều tối và đêm khả năng mưa nhỏ sẽ lại xảy ra. Lúc này nhiệt độ giảm xuống thấp nhất là khoảng 18 độ. Với đặc trưng là thành phố ven biển nên Hải Phòng sẽ là một trong những nơi nhận được lượng hơi ẩm nhiều hơn so với các tỉnh nằm sâu trong đất liền. Ngày hôm nay trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn sẽ tiếp diễn, đặc biệt là vào sáng sớm. Khi lưu thông vào thời điểm này, chúng ta cần lưu ý bật đèn chiếu sáng và điều khiển phương tiện giao thông cẩn trọng, bởi các hiện tượng trên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến tầm nhìn của chúng ta. Khoảng trưa chiều, thời tiết có lúc khô giáo, nhưng nền nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động xung quanh mức 20 độ, trời khá rét. ngày hôm nay tại thành phố Việt trì của tỉnh Phú Thọ tình trạng nhiều mây kèm theo mưa nhỏ mưa phùn vẫn sẽ duy trì nên nhiệt độ vào sáng sớm chỉ trong khoảng từ 16 cho đến 17 độ đến trưa chiều thời tiết khô ráo hơn và nhiệt độ tăng dần lên mức 20 độ. Thời tiết mưa ẩm sẽ khiến cho quần áo lâu khô và có mùi hôi, thậm chí còn tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi gây ảnh hưởng sâu tới sức khỏe. Do vậy, nếu có thể bạn hãy dùng máy sấy hoặc là máy giặt có chế độ này để sấy sau khi phơi. Đồng thời nên là ủi đồ trước khi mặc để triệt tiêu tối đa độ ẩm còn giữ trên quần áo. Đến với thành phố Đà Nẵng trong hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết nhiều mây vào sáng sớm và ban đêm. Nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng từ 21 cho đến 22 độ. Ban ngày trời khô giáo có nắng nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất ở thành phố được dự báo sẽ không vượt quá mức 27 độ. Thời tiết khá ôn hòa và thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Thêm một ngày thời tiết oi bức ở thành phố Hồ Chí Minh, trời hầu như không mưa, ít mây cùng cái nắng gắt khiến cho nhiệt độ trưa nay tại đây sẽ đạt khoảng 34 độ. Trong khi đó độ ẩm không khí lại xuống thấp, chỉ còn 45%. Quý vị và các bạn cần thường xuyên cho trẻ em uống nước nhiều để bù vào lượng mồ hôi các em thoát ra và cũng chú ý đến việc cho trẻ em ăn thức ăn đảm bảo vệ sinh, không ăn hàng rong, quà vặt ngoài đường, các loại thức ăn không có nguồn gốc rõ ràng. Thành phố Cần Thơ thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ, cho nên cường độ nắng nơi đây có phần bớt gay gắt hơn một chút so với thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều nay, nhiệt độ sẽ đạt khoảng 33 độ. Do có nhiều hệ thống sông ngòi chẳng chịt cho nên độ ẩm ở Cần Thơ chỉ xuống thấp nhất là 55%. Tuy nhiên khi lưu thông ngoài đường thì chúng ta vẫn cần trang bị cho mình những vật dụng che nắng hiệu quả để tránh bị cảm nắng hay ảnh hưởng đến làn da. Về chiều tối và đêm thì thành phố hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống và dao động xung quanh mức 24 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.